Hơn một năm qua, câu lạc bộ tình nguyện Kinh Nam Định thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh thực hiện chương trình nồi cháo yêu thương tại Bệnh viện Đa khoa với mong muốn những bát cháo ấm tình người sẽ tiếp thêm động lực để những người nghèo khó vượt qua bệnh tật. Đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao cả, đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong cộng đồng. Cũng như bao sáng chủ nhật khác, bạn Vũ Đình Long, học sinh trường phổ thông trung học Nguyễn Khuyến cùng những người bạn trong câu lạc bộ tình nguyện Kinh Nam Định lại tập trung tại ngôi nhà quen thuộc nằm ở số 16 đường Bến Thóc để nấu những nồi cháo từ thiện trao cho những bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hoạt động nồi cháo yêu thương của câu lạc bộ thu hút sự tham gia của rất đông các tầng lớp trong xã hội, từ học sinh, sinh viên cho đến những người đã đi làm và cả những người tu hành. Người đến trước, người đến sau, mỗi tình nguyện viên chia nhau một việc, người đi chợ, người nhóm bếp, người vo gạo. Ai nấy cũng đều rất sôi nổi, hào hứng. Em tham gia chương trình nồi cháo yêu thương này cũng là rất là khá lâu rồi ạ. Em tham gia ngay từ bước đầu thì thấy chương trình rất là hay và ý nghĩa, cũng giúp em rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Em sẽ chia sẻ với mọi người nhiều thứ ạ. Có những sau những giờ phút học tập ạ, thì chương trình giúp em cảm thấy thoải mái hơn ạ. Ở đây có rất là nhiều mọi người cũng có cùng cái cùng tấm lòng như mình ạ. Đã mọi người đến đây thì rất là vui vẻ và cùng nhau sẻ chia những cái thể những với những người người bệnh và những người nhà của bệnh nhân ở những bệnh viện ạ. Đến 4 giờ chiều, những bát cháo nhỏ bé nhưng ấm áp tình người đã được các bạn trao đến tận tay những bệnh nhân và gia đình người bệnh. Việc làm này của các tình nguyện viên luôn nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía bệnh nhân và gia đình người bệnh. Tôi cũng là người đi nuôi bệnh nhân ạ, nhưng mà mấy lần tôi đã được đi lấy xin cháo từ thiện thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn các bạn sinh viên và các nhà hảo tâm đã có lòng cứu giúp chúng tôi, đã được xin mấy lần cháo đều ngon cả, tất cả các trong phòng người bệnh đều ăn khen ngon cả. Xuất phát từ ý tưởng muốn góp phần chia sẻ những khó khăn với người bệnh, sau hơn một năm triển khai chương trình nồi cháo yêu thương, nhờ có sự giúp đỡ về kinh phí của một số nhà hảo tâm cùng tấm lòng thiện nguyện của các thành viên, câu lạc bộ đã thực hiện được trên 60 đợt phát cháo với tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Trung bình, mỗi đợt chuyển đến cho bệnh nhân nghèo từ 200 đến 230 suất. Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bằng cái tâm, bằng sự nhiệt tình của tuổi trẻ, nên từ ngày thành lập cho đến nay, câu lạc bộ chưa bao giờ để những nồi cháo tình thương bị gián đoạn. Bọn em lúc đầu thì hoạt động ở một cái kênh Nam Định, một cái fanpage ở Facebook của thì khi mà lúc đầu bọn em ý tưởng là lập cái fanpage đấy thì chỉ là để cho anh em trong Nam Định và những người gốc Nam Định mà đi làm ăn xa thì có thể là có một cái cộng đồng chung ở trên mạng để có thể giao lưu và trao đổi với nhau. Thì dần dần em thấy rằng khi mà cái lượng theo dõi nó đông, còn lúc đấy bọn em tầm khoảng 30.000 người theo dõi, thì lúc đấy bọn em thì có ý là muốn mở rộng hoạt động của mình ra ngoài đời thực. Thì khi mà tham khảo rất là nhiều các mô hình thì bọn em quyết định chọn cái mô hình nồi cháo yêu thương này để phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân nghèo. Anh em rồi ở trong Nam Định, ở trong bệnh viện thì có người nhà bị ốm thì mình vào mình phục vụ mấy ngày thì mình thấy rằng có nhiều người ta khó khăn quá, kể cả những người bệnh nhân và những người nhà của bệnh nhân. Có những người mà cả ngày người ta chỉ mua được một suất cơm thì người ta không có đủ kinh phí. Nên đấy chính là ý tưởng của em. Cái hoạt động của cái đội tình nguyện nồi cháo tình thương này được Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đánh giá rất là cao và ghi nhận cái tinh thần tình nguyện của các bạn đó đã xung kích đi đầu trong những việc giải quyết những việc khó, những việc mà mang cái ý nghĩa nhân đạo cao cả và được xã hội đánh giá và quan tâm. Trong cái thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cũng rất là mong muốn phát huy được cái tinh thần của tuổi trẻ, cái tình nguyện và cái sức trẻ của các bạn đoàn viên thanh niên, hội viên sẽ nhân rộng hơn nữa các cái mô hình tình nguyện, làm tốt được cái hoạt động tình nguyện và xây dựng được cái hình ảnh của người thanh niên tình nguyện trong thời đại mới được nhân dân ghi nhận. Nồi cháo trở thành một cầu nối mang ý nghĩa nhân văn nhằm giáo dục con người về sự đùm bọc, yêu thương nhau, chia sẻ trong cộng đồng. Để ánh lửa của nồi cháo yêu thương mãi hồng lên vào mỗi ngày chủ nhật hàng tuần, sưởi ấm lòng của biết bao bệnh nhân, thì còn cần nhiều hơn nữa sự chung tay, góp sức của cộng đồng, của các nhà hảo tâm và của toàn xã hội.